7 nguyên nhân sinh non mà mẹ bầu có thể phòng tránh được. Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh non ở phụ nữ có thai, trong đó có các nguyên nhân có thể phòng tránh được bằng việc thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng. Các mẹ bầu hãy cùng tìm hiểu để có biện pháp giúp giảm thiểu nguy cơ dẫn đến tình trạng nguy hiểm này. 1. Hút thuốc lá. Khói thuốc lá có chứa hơn 4.000 chất độc hại, trong đó có nicotine và carbon monoxide là hai trong số các chất độc hại nhất đối với phụ nữ có thai. Nicotine làm thu hẹp các mạch máu trong cơ thể và cả các mạch máu chịu trách nhiệm cung cấp oxy và dinh dưỡng cho thai nhi. Carbon monoxide lại ngăn cản các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy tới thai nhi. Điều này làm tăng nguy cơ sinh non và có thể dẫn đến tình trạng thai chết lưu. 2. Uống nhiều hơn 2 ly cà phê một ngày. Không chỉ riêng việc uống quá nhiều cà phê, mà bất kỳ các thực phẩm nào chứa nhiều caffeine như sô-cô-la, nước ngọt có ga đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi trong bụng mẹ. Caffeine là một chất kích thích làm tăng nhịp tim và nồng độ axit trong dạ dày của bạn. Khi mang thai, phụ nữ có khả năng đào thải caffeine thấp hơn. Điều này khiến nồng độ caffeine trong máu tăng cao, có thể dẫn đến sinh non hoặc nghiêm trọng hơn là sảy thai, đặc biệt là trong thời gian 3 tháng đầu của thai kỳ. 3. Thừa cân. Bạn nên cảnh giác với chế độ ăn uống của mình khi mang thai. Thay vì cung cấp năng lượng calo cho cơ thể, nó cũng làm tăng nguy cơ bạn bị tiền sản giật hoặc chứng đái tháo đường thai kỳ. Cả hai vấn đề này đều có thể khiến bạn sinh non. 4. Stress. Một nghiên cứu trên tạp chí sinh học cho biết, việc tăng mức độ của các hormone căng thẳng có thể làm giảm khả năng cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi qua nhau thai. Điều này dẫn đến tình trạng chậm phát triển bào thai và có thể gây sinh non. 5. Rượu. Khi phụ nữ có thai uống rượu, thì rượu có thể đi qua nhau thai vào cơ thể em bé. Trong khi đó, thai nhi lại chưa có các cơ chế giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Do vậy, uống rượu khi mang thai có thể khiến thai nhi gặp nguy hiểm và làm tăng nguy cơ sinh non hoặc sảy thai. 6. Vệ sinh răng miệng không tốt. Theo tiến sĩ Satnu Zarari, Trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng Dent Mumbai, Ấn Độ cho biết, các nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thể chúng ta đáp ứng với các nhiễm trùng răng miệng bằng cách giải phóng các hormone tương tự như trong quá trình lao động hoặc tập luyện. Do vậy, đối với phụ nữ có thai, các vấn đề nhiễm trùng như răng miệng, sâu răng, viêm lợi, chảy máu, chân răng hay loét miệng đều có thể dẫn đến sinh non. 7. Tập thể dục quá nhiều. Tập thể dục điều độ khi mang thai được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ. Tuy nhiên, tập thể dục quá nhiều lại dẫn đến nhiều nguy hiểm vì việc gắng sức thực hiện các bài tập có thể gây tác động lên bụng và thai nhi, làm tăng nguy cơ sinh non và sảy thai. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các mẹ bầu sẽ lưu ý hơn và có phương pháp phòng tránh cũng như lối sống khoa học để giảm thiểu nguy cơ sinh non.